Thưa quý vị, quý bạn, trong cái mục thế giới quanh ta hôm nay tôi lại trở lại với quý vị để chia sẻ với quý vị một số những cái thông tin có ích lợi cho cuộc sống của chúng ta. Vâng, thưa quý vị, mục thế giới quanh ta hôm nay tôi sẽ trở lại với quý vị trong vài cái thông tin. Cái thông tin thứ nhất tôi muốn đặc biệt gửi đến những quý vị công giáo và những quý vị công giáo chống việc phá thai. Như quý vị biết là hiện tại ở Hoa Kỳ này, tiểu bang Texas vừa có một cái đạo luật về cấm phá thai khi mà xác định được cái bào thai có nhịp tim, thì tất cả những cái hành vi phá thai đều cấm đoán, và vì vậy nó đang gây ra một cái làn sóng chống đối của những người ủng hộ phá thai rất là quyết liệt. Thì chưa biết trong tương lai tối cao pháp viện Hoa Kỳ cũng như là các tiểu bang khác sẽ ứng xử như thế nào, nhưng mà câu chuyện này nó liên quan gián tiếp tới cái chuyện phá thai. Đó là cái cuộc tiếp đón Tổng thống Joe Biden của Đức Giáo hoàng Francis vào hôm thứ Sáu ngày 29 tháng 10 vừa qua tại Vatican. Thì như chúng ta biết rằng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đến Âu Châu, đến Ý để tham dự cái hội nghị G20, và trước khi tham dự hội nghị G20 thì Tổng thống Joe Biden có cuộc gặp gỡ với Đức Giáo hoàng Francis. Thì trong cái cuộc gặp gỡ ấy, đài phát hình Vatican chỉ chiếu 10 cái phút đầu, tức là cái đoàn xe di chuyển vào điện Vatican nhưng mà không có được tham dự cái cuộc gặp gỡ kéo dài 75 phút đó. Và cái nội dung nói chuyện như thế nào thì không ai biết. Nhưng mà sau đó thì khi ra ngoài thì báo chí hỏi về cái chuyện họp hành như thế nào đó, thì ông Joe Biden ông có nói rằng Đức Giáo Hoàng nói với tôi là cứ tiếp tục rước lễ. Rước lễ là gì thưa quý vị? Rước lễ đây tức là khi người công giáo đi tham dự thánh lễ thì nhận bánh thánh. Nhận bánh thánh như là đi dự một bữa tiệc, và nhận bánh thánh là của thánh. Thì theo giáo giáo lý công giáo đó, thì chỉ những người mà không có phạm tội trọng, không có những cái phạm tội gọi là nghiêm trọng đó, cảm thấy mình sạch sẽ, mình không tội lỗi thì mình mới xứng đáng để mà nhận bánh thánh đó. Đó là rước lễ. Thế thì ông Joe Biden nói như vậy có nghĩa lý gì? Là vì chúng ta biết rằng ông Joe Biden là trước đây là phó tổng thống và bây giờ là tổng thống, là người ủng hộ phá thai công khai ở nước Mỹ. Do đó nhiều giám mục ở Hoa Kỳ đã khuyến cáo rằng ông ấy không nên nhận bánh thánh khi đi dự lễ, để mà vi phạm vào cái điều 915 của Bộ Giáo luật đã ấn định là những người gọi là có chức vụ mà công khai, tức là có tội công chúng đó, tiền tiền kết đó, thì không không được nhận bánh thánh, và các thừa tác viên ở trong nhà thờ không nên trao mình thánh cho những người như vậy. Thì khi ông Joe Biden nói như thế thì người ta thắc mắc là không biểu rằng cái lời ấy có phải là do Đức Giáo hoàng Francis nói với ông ấy như vậy hay là cách nào khác, người ta không biết, bởi vì cái các viên chức của tòa thánh cũng như là những cái người có thẩm quyền đó, thì người ta không có xác nhận và cũng không có phủ nhận cái điều đó, và chỉ nghe từ miệng ông Joe Biden nói ra mà thôi. Do đó rất nhiều người công giáo đã thắc mắc vậy thì cái giáo huấn của giáo hội công giáo có thay đổi hay không, và cũng như là tuần trước thì bà Pelosi cũng đã đến gặp Đức Giáo hoàng. Thì cái chuyện này nó đang bùng ra, nó đang gây ra cho người công giáo những cái câu hỏi đặt ra với các linh mục và các vị giám mục ở địa phương. Vậy thì những người lãnh trách nhiệm dẫn dắt gọi là dân chúng đó, làm gương như vậy đó, thì họ làm những việc công khai như vậy,
có phải là họ phạm tội không. Đây là một vấn đề thuộc về lương tâm và vấn đề tín lý công giáo, do đó tôi chỉ nêu ra cho những người thắc mắc, những người muốn đặt vấn đề câu hỏi đó. Tôi cũng đã đặt vấn đề và tôi cũng đã viết một bài ngắn để gửi cho bạn bè để chúng ta chia sẻ với nhau về cái câu hỏi đó, và chắc chắn ngày mai chúng ta sẽ nghe Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ giải quyết vấn đề này như thế nào. Và nếu như vậy thì người ta có thể nghĩ rằng là ông Joe Biden khi nói ra cái điều đó thì muốn gửi đến các giám mục Hoa Kỳ một cái thông điệp là tôi đã được đứng bề trên, tức là giáo hoàng đã nói với tôi như vậy, quý vị không có quyền cấm tôi nhận bí tích thánh thể ở khi mà tôi đi dự lễ mỗi Chủ nhật. Có thể đó là cái thông điệp của Tổng thống Joe Biden muốn gửi cho Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ chăng? Đây là cái bản tin mà tôi muốn nêu ra để chúng ta cùng suy nghĩ với nhau. Cái bản tin thứ hai hôm nay nó không liên hệ trực tiếp với chúng ta, nhưng nói chung cho chúng ta thấy là trong cái hội nghị G20 vừa rồi thì có rất nhiều vấn đề người ta bàn tới, nhưng có một vấn đề mà nhiều người trước đây đã thắc mắc, đó là thiên đường thuế, trốn thuế. Thì chúng ta biết rằng từ xưa đến giờ thỉnh thoảng nó có những cái vụ scandal đã nổi lên và do các nhà báo điều tra, thì những cái người giàu có và những cái đại công ty, mà những cái công ty liên quốc gia đó, tức là những công ty mà họ có chi nhánh ở nhiều quốc gia, thì họ chọn cái quốc gia nào mà ít thuế nhất, họ đặt cái văn phòng chính ở đó để mà trốn thuế. Chẳng hạn như những đại công ty như là Apple hay là như là Google chẳng hạn, cái dịch vụ của họ nó là hàng chục tỷ Mỹ kim, mấy chục tỷ Mỹ kim, do đó cái sản lượng của họ họ thu rất là nhiều tiền, và như vậy người ta phải tìm cách trốn thuế, do đó họ đặt cái văn phòng chính ở một cái quốc gia nào đó. Thì trong cái hội nghị G20 vừa rồi đó thì họ có đưa ra một cái thỏa thuận, mà cái này đã khởi sự từ mấy năm trước nhưng mà cho đến bây giờ thì nó đã thành một cái thỏa thuận chung, tức là bây giờ các công ty quốc doanh giàu mà ở đâu đi nữa đó thì người ta đồng loạt đánh thuế gọi là tối thiểu 15%. Chẳng hạn như bây giờ công ty sản xuất computer, điện thoại Apple chẳng hạn, là cái công ty rất là lớn, họ chọn cái headquarter ở Hoa Kỳ chẳng hạn thì cũng phải đóng thuế tại đó 15%, hay là họ có đưa qua Pháp hay đưa qua Ý hay là đưa qua bất cứ chỗ nào họ đặt cái văn phòng chính đó thì họ cũng phải đóng cái thuế ngang ngửa như vậy, để các cái quốc gia liên hệ tới chỗ nào họ buôn bán thì họ đều phải đóng thuế. Thì tôi cho là đây là một cái điều công bằng, điều tốt để cho các công ty mà liên quốc gia như vậy, có trụ sở ở nhiều quốc gia đó, đều phải đóng thuế ngang nhau, và như vậy cái vấn đề trốn thuế nó bớt đi. Tuy nhiên lý thuyết thì như vậy, nhưng mà thực hành thì tôi nghĩ rằng nó sẽ không dễ dàng chút nào. Mặc dầu những cái công ty mà đã có cái chân đứng đã có từ lâu và họ có cái tiếng tăm rồi đó, thì cái lợi nhuận của họ nó cũng sẽ rất lớn, và họ có đóng thuế 15% hay trên dưới đó nữa cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng mà trên thế giới này đó, ngoài 20 quốc gia gọi là G20 là những cái quốc gia phát triển giàu có không nói chi, nhưng mà còn có những cái vùng khác, cái vùng Nam Mỹ, Phi Châu, Á Châu vân vân, những cái nơi đó họ rất khát, họ rất là ao ước có những cái đại công ty đó đến để mà tạo công ăn việc làm và đặt cái headquarter hay là sản xuất tại nước họ. Thì muốn nâng đỡ hay muốn giúp cho những người những nước đó có công ăn việc làm thì họ phải tìm cách nào đó để đánh thuế rất thấp, thì những công ty đó họ mới hồ hởi mà đến nơi. Do đó chúng ta hãy chờ xem G20 quyết định như vậy, nhưng mà cái sự áp dụng sẽ như thế nào? Có lẽ cái chuyện này có thể phải mấy năm mới xảy ra. Đó là hai cái tin mà tôi muốn chia sẻ với quý vị hôm nay. Xin kính chào và mong hẹn gặp lại quý vị trong lần tới với những cái thông tin khác.